Chào các em, các anh em xem kênh của mình nhá. Hôm nay mình giao lưu với YouTuber gì nhỉ? Ninja Live Vlog. Hôm nay là gà nướng, rượu ghè. Đấy. Và đây là quay cách để uống rượu ghè các bạn. Đấy, uống là mình đổ nước vào đây này. Đó, mình đổ nước vào đây. Lẽ ra là đổ nước xong mình cắm nhá, cắm cái kê đây này. Đấy, ông hút trên này. Đó, mình cắm xuống. Đấy, em rút ra này, không rút này. Em cắm vào chỗ khác rồi. Đấy. Đấy, từ. Không, mình. Chỉ đâu, thôi, mình xem cái cách người ta làm này. Anh cũng không biết làm này. Đây này, đó, nó làm này. Các bạn nhé. Khoét hai cái lỗ đây. Đây này, đấy, người ta khoét bốn cái lỗ chứ. Đấy, bên này. Bốn cái lỗ. Bốn cái lỗ này, người ta đó. Đó, xong rồi là làm cái. Làm gì đấy. Đó. Xong rồi có cái ống này, ống lỗ, cái gì gọi là gì nhỉ? À... đồ hả? Cái ống đồ. Ống đồ ô đúng không? Xong rồi là mình nối với lại cái ống, đây là ống đây đấy, ống hút đấy. Ống nhựa mình mua ngoài tiệm, ngoài quán gì đó. Đấy. Thấy chưa? Đấy, xong mình cắm vào đấy đó. Cắm vào đấy rồi mình đổ nước vào nha. Đấy, xong rồi hút. Theo quy trình là ghè mới là mình phải đổ vòng cả tiếng đồng hồ. Mình nếu mà ghè mới là mình phải đổ cho nó tầm một tiếng, ngâm một tiếng nha các bạn nhé. Nếu mà anh em nào mà ở các tỉnh không phải Tây Nguyên đấy nhá, thì chưa biết cách uống rượu ghè đấy, thì đấy, anh em hướng dẫn là chúng ta đổ nước để nó một tiếng để nó ngấm. Đấy, sau đó là mình lấy cái ống ấy, đó, cái cây đó là... cắm vô, đó, cắm đại nhá. Đấy, sau một tiếng là bắt đầu mình cắm vào đấy là mình hút chứ. Lẽ ra là phải có can đây này các bạn nhá, nhưng mà ở đây là do hiện đại hóa rồi. Công nghiệp công công nghiệp hóa rồi cho nên là cái can là giờ nó cắm ở đây lấy cái đũa cắm. Bình thường là làm cái can ngang này này. Đấy, đây giờ, ví dụ nhé, đây có cái can ngang như này nhá, đó mình đó, đó mình có cái can như này nhưng mà giờ là gọi là tinh giảm biên chế rồi, nó có cái phao ấy. Đấy, đây giờ là bị tinh giảm biên chế rồi cho nên là giờ cắm như thế thôi. Khi nào mình uống mà mình thấy cái này nó nổi lên, nó ý là nó hiện lên trên đấy, là cạn cái nước nó xuống qua cái chỗ đây rồi. Đó. Uống người uống một bát đó, là chi tiêu là ok nhé. Đấy, để xem anh bạn Ninh Vlog, Ninh Gia Lai Vlog uống rượu ghè nhé. Này được giao lưu Gia Lai thì chỉ có là gà qué các kiểu rồi ghè thôi các bạn ạ. Bia bọt thì không có nữa. Mời cả nhà uống. Giờ ghè uống thoải mái luôn. Quay xuống đây mời. Đây mời anh em thưởng thức nhá. Mời cái món đùi gà nướng nhá. Ở đây gà qué đủ đầy luôn, toàn gà rừng cũng anh em ạ. Gà rừng là đi ra ngoài là có gà rừng. Quay lên nào. Gà đấy, gà mời đây gà rừng. Úi giời, mời cả nhà ăn gà nhá. Mới được thưởng thức. Thôi, nói chung là Noel thì không có gì ngoài gọi là gà nướng, ngâm làm ăn rồi nhé. Giờ chỉ còn lại ghè thôi. Đấy, ghè các kiểu uống. Đấy, rất là bản luôn. Chúc đại gia đình mình Noel. Chúc đại gia đình mình là một mùa Noel vui vẻ nhá, hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh. Ấm áp bên gia đình. Chúc năm mới không đấy, năm mới. Nhớ năm mới nha, chúc năm mới, chúc sắp Tết Tây rồi. Chúc năm mới ăn khang thịt vượng. Luôn luôn gọi là mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Mong sang năm là lại uống được ghè tiếp. Đấy, tóm lại là như vậy. Nói chung là mình chỉ giới thiệu vài sơ món gọi là món gì nhỉ? Món đơn giản của Tây Nguyên thôi, chỉ có như thế thôi. Chỉ ghè rượu ghè rồi có cả nướng thì là ok nhé. Là anh em gọi là không say không về. Cho nên là chắc là video mình kết thúc ở đây thôi. Mình cũng phải chiến đấu với lại rượu ghè này. Chào cả nhà. Rồi cảm ơn anh em đã xem kênh và ủng hộ em. Anh em xem kênh thì thích thì có thể share, like và đăng ký cho mình. Cảm ơn anh em nhé. Rồi chào anh em nhá. Đây là YouTuber Ninh Vlog. Anh em có thích thì có thể qua kênh gì nhỉ?
kênh gì Ninh nhỉ? Ninh Gia Lai Vlog. Và đấy có kênh ẩm thực, kênh nói chung là anh em qua đấy ủng hộ cho em Ninh nhá. Đây. Cảm ơn anh em nhá. Rồi.